về ký nếp ha. Chị đổ xôi rồi làm bánh kẹp ở đây luôn nha cô chú. Dạ em mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Dạ lời đầu tiên thì em xin chúc quý ông bà cô chú anh chị mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Dạ thì hiện tại em đang đứng ở đây là chỗ cái cầu vượt Kim 10 của chú anh chị. Cầu vượt Kim 10 này cũng gọi là cầu vượt Long Châu nha cô chú. Dạ hôm nay em sẽ ghi hình lại chợ Long Châu cho cô chú anh chị mình xem. Dạ thì hôm nay là ngày rằm tháng 10 âm lịch cô chú anh chị. Thì hôm nay không biết là bà con có đi chợ đông hay không. Hôm nay em sẽ mời cô chú anh chị mình đi chợ ngày rằm, coi bà con có đi chợ đông nha cô chú anh chị. Có lẽ là hôm nay thì những chỗ bán cá này kia chắc là người ta không có bán nhiều đâu. Tại vì ngày rằm này thì rằm lớn nữa nên có thể là cá ít. Nhưng mà tàu hủ, đồ chai rồi chắc là chắc em nghĩ là nhiều đó cô chú. Dạ mời cô chú anh chị mình đồng hành cùng với em đi chợ Long Châu nha. Phía này là em đi qua chợ Long Châu nè cô chú. Tại vì cái chợ này em ghi hình ngoài cổng vô cô chú anh chị thì nó sẽ bị ngược nắng, nó sẽ không đẹp nha cô chú anh chị. Đó, giờ em sẽ ghi hình cái đường này cho cô chú anh chị mình xem. Em sẽ ghi hình những cái đoạn video đẹp nhất có thể nha. Rồi em mời cô chú anh chị mình đồng hành cùng với em nha. Giờ này thì bà con đi cũng đông lắm nè, kẹt xe luôn đó cô chú. Bên đường này qua chợ là thấy bà con đi cũng xe cũng hơi kẹt kẹt thôi nè. Ở đây thì có chị gái bán chuối chiên. Chị nhỏ xíu à mà đẩy chiếc xe thì quá to luôn. Chị chiên đắt lắm nha cô chú, chiên không kịp luôn á. Như là giữ mối luôn nha. Chiếc xe đẩy đi cũng rất là to luôn nè. Đẩy chiếc xe này cũng quải nữa. Ở đây thì chị bán chuối chiên. Một trái gì như tiền vậy? 5.000. Một trái có 5.000 nha, rất bình dân luôn. Cảm ơn chị nha. Chị qua bên gần bên chùa bánh này bán được à? Đây được chai ăn được mà phải không? Dạ. Chai mặn đều dùng được. Tại cái bánh ở đây á, người nào mình lấy người ta ăn bánh sen cái bánh ngon. Rồi ngon là do chuối mình ngon hay là bột mình làm chị? Bột chuối. Rồi chuối mình lựa cho nó vừa thích hợp phải không?
này thì chị chiên bằng cái thao cô chú. Để cho cái thao đó. Rồi. Chị chiên thấy khác hơn ở chỗ khác rồi nha. Lửa nhỏ. Cái này tại là không kịp tắt lửa chứ không. Vậy hả? Tưởng đâu rồi. Để lửa nhỏ chứ. Làm công kịp rồi làm lửa nhỏ rồi ha. Đang làm công việc khác. Giờ thấy sao lửa nhỏ nào, giờ em nghĩ tưởng đó chiên lửa nhỏ. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị bán đất hàng nha. Rồi em mời cô chú anh chị mình đi chợ cùng với em nha. Ở đây thì đường này để mình quanh đó, mình quẹo quanh tay trái là mình đi vào bên trong chợ nha cô chú. Ở đây thì em thấy có cô bán xôi nè. Em quay phim. Hôm nay bán đỡ không chị? Đỡ. À. Bán ngày được vài ký. Vài ký nếp ha. Chị đổ xôi rồi làm bánh kẹp ở đây luôn nha cô chú. Ở này sao mình không làm ở nhà, chị làm ở nhà nó không ngon bằng hay gì? Nóng người ta mới chịu. Nóng người ta mới chịu ha, chứ mà xôi mà nguội ta không chịu ha. Xôi nguội không chịu. Bánh kẹp nóng thì mới chịu, nó giòn. À, vậy là người ta cần cái bánh kẹp nó giòn nữa ha. Bánh kẹp của chị làm cũng ngon nè cô chú. Này là ớt xôi nè nha, ớt vừa có xôi. Xôi rất là ngon. Nếp thang chưa có ăn mới về chưa bằng gì hết á. Vậy hả? Còn ông ơi, em nấu là 5 giờ. 2 gói đắt luôn. Rồi, muối mè luôn. Muối mè luôn. Rồi đầy đủ hả? Ở đây thì ngon quá. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị bán đất hàng. Đây nè cô chú, thì em thấy có bán bánh dạ. Chị bán xôi ở chợ Long Châu. Dạ. Ở đây thì em thấy có bán bánh trôi nước nè cô chú. À đây. Giờ này bà con ta đi đông lắm cô chú. Dạ đi rất đông luôn. Bên đây ây à, đụng luôn. Đây chị bán bánh trôi nước nha. Chè khoai mì. Chè khoai mì ha. Chè kiếm. Có nếp luôn ha. Cái này kiếm là đầy đủ hết trơn hả chị? Dạ. Một bịch chị bán được nhiêu mà to đấy? Dạ một bịch một ký là 32.000. 32.000 nha. Dạ có 5 viên chị. Cái này thì chị nấu bán sẵn nè cô chú. Đó, nếu mà mình tiện á mình tiện mà không có thời gian nấu thì ra đây mình mua ủng hộ chị luôn nha, về cúng này kia luôn. Đó, tiện lắm. Kiểm. Dạ một kiểm 1 ký là 32.000. Có 5 viên mà chị. Một bọc gì đó cô chú. Dạ 13.000 chị. Tại nhỏ hết rồi đó. Một bọc có thêm một bọc dạ, một muối mè gì nữa. Hôm nay ngày gầm lớn nên bà con cũng mua chè này kia về cúng cô chú. Chè khoai mì rất là ngon luôn. Chè khoai mì rồi chè nếp luôn rồi kiểm luôn nha cô chú, rất là ngon nha. Rồi con cảm ơn cô luôn nha, chúc cô với chị bán đất hàng nha. Đây, mời cô chú anh chị đi với cùng em đi vào bên trong chợ nha. Nãy giờ thì ở bên đây em thấy có bán trái cây nè cô chú.
giờ này thì chợ bà con đi cũng đông lắm cô chú. Thì bên đây thì em thấy có bán trái cây đó. Cũng đủ loại nha cô chú, đủ loại trái cây luôn, nhìn rất là ngon nha. Đó, thì đây đây nho nè, bán cầu lê như kia thì đủ nha, táo quýt. Nhìn rất là ngon nha cô chú. Bên đây thì có anh bán cá chả, cá chiên chiên, cá chiên chiên, cá chả nha. Hello anh, hôm nay bán ngon lành không? Ngon. Hôm nay cũng ngon ha. Cái này là kêu bằng cái gì anh, mình cục cục quá anh? Cái này ha. Cái này Quỳnh Thánh. Quỳnh Thánh ha. Thánh chiên. Rồi, Quỳnh Thánh chiên. Nhìn rất là ngon. Rồi cảm ơn anh trai nha. Anh trai bán hết hàng về sớm nha. Đây cũng có bán bánh trôi nước luôn cô chú. Đây. Về trôi nước nè, nhìn rất là ngon luôn. Bánh quê miền Tây. Bánh quê miền Tây. Đây là về trôi nước nè. Kênh của em là Bến quê miền Tây. Dạ. Cảm ơn gái nha. Đây nè cô chú, bên đây thì có bán hoa nữa nè. Hôm nay thì hoa em thấy thì mấy chị ở đây bán ít hơn ngày 14 nha. Ngày 14 thì hoa rất là nhiều. Hôm nay còn có lai gai thôi. Có lẽ là hôm qua bán quá tràn luôn rồi, bữa nay hết hoa bán luôn rồi nè. Ở bên đây thì em thấy cũng có bán cúc nè cô chú. Đó. Cúc. Hôm nay thì em thấy ở chợ này thì bông ít cô chú. Có lẽ là ngày hôm qua, mấy chị bán nhiều lắm. Hôm nay mấy chị hết hoa bán luôn rồi. Đây. Cái gì cầm hoa hay lắm. Hôm qua chắc đông lắm hả chị? Hôm nay thì hơi ngơ ngơ là ai? Dạ. Rồi em cảm ơn chị, chúc chị rồi em cảm ơn chị gái nha. Chị rất là vui luôn cô chú anh chị mình có đi chợ Long Châu thì ghé ủng hộ chị nha. Shop hoa Cẩm Phiến. Đây. Hoa này đẹp lắm cô chú. Này, chị có bán hiệu luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có đi chợ Long Châu thì nhớ mua hoa ủng hộ chị nha. Đó. Rồi, ở bên đây thì em thấy có bán trái cây nè cô chú. Nho nè, đó, nho rồi quýt này kia nè, nhìn rất là ngon nha. Nhãn, nhãn cũng ngon lắm cô chú. Thanh Long, kết nối với ai đây chị? Mình đến kết nối ai đây? Kết nối anh em gì đây? Mấy chị rất là vui nha. Đây là lòng mứt nè cô chú, nhìn ngon đó nha, lòng mứt lê nè. Nay gầm bán im không chị? Đắt hàng không? Chị bán nhãn nè. Lấy gai đủ tiền xài được rồi ha. Bưởi này kia nè, nhìn rất ngon luôn.
chị qua cái gầm này ba bán chừng bán sắp vài cây vậy anh ơi. Vài cây đây ha. Dạ. Anh ấy về bà ba. Du lịch mà chưa có lên đi đó. Chưa có ai dẫn đi hả? Đóng được vài cây đòn gánh. À, vậy bán nhãn thì cũng cực lắm nha cô chú, phải cuột lại như nè. Cực cuột lên nó mới đẹp, là cái công là cực là cái giai đoạn cột là lựa trái xấu để trong cái đẹp để hoài rồi. Đùa thôi. Đùa thôi, chết luôn rồi. Ba nó tạng mà. Mua gì mua đi vậy? Mấy chị bán trái kỳ rất là vui nha cô chú. Rồi cảm ơn mấy chị gái nha, chúc mấy chị gái sức khỏe nha. Rồi cô chú anh chị mình có đi chợ Long Châu thì ghé ngang đây dân hàng của chị, ủng hộ chị nha. Đó, bên đây thì bán trà này kia nè cô chú. Trà này nha, rất là ngon nha. Bên đây thì em thấy là có bán trái cây rất là nhiều luôn nè. Đây khu này là trái cây nhiều lắm cô chú. Đây thì cô bán đầy đủ luôn, bán cầu nè, rồi nhãn này kia nè đó. Cô chú anh chị mình có mua trái cây mà đi chùa cũng ghé đây ủng hộ chị nha, rất là nhiều luôn đây. Chút. Bên đây cũng là giấy trái cây đây. Gian hàng trái cây của chị là rất là nhiều loại luôn nha cô chú. Đó. Hồng lê này kia, nhãn là đầy đủ nè. Chị có bán nhang đó nè, nó cô chú chị mình có đi chùa thì ghé đây ủng hộ quanh đây gian hàng của chị nha. Yeah. Hôm nay ngày hôm qua bán đỏ không chị? Bán cũng ha, gầm này bà con cũng đi mua nhiều ha. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn chị nha, chúc chị sức khỏe nha, sắp tới mình bán đắt hàng hơn nữa. Đây nè dân hàng của chị nè cô chú, rất là nhiều trái cây ngon nha. À. Đây nho. Đó, vú sữa đầu mùa rất là ngon luôn cô chú. Đây là quýt nè, quýt táo mặn đầy đủ, táo ở bên đây thì em thấy có bán bên đây thì bán dưa hấu nè cô chú. Dưa hấu rất là ngon nha. Đây. Dưa hấu 1kg 10.000. Dưa hấu 1kg 10.000 hả cô? Cô cười giòn ghê không? Cười quá giòn luôn. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Tí nữa bán khách hàng về sớm. Ở đây thì trứng nha. Chị gái bán trứng. Trứng vịt. Trứng vịt, trứng gà, trứng cút đồ đầy đủ. À, đây đầy đủ luôn nha. Chị dưa nào cỡ ký ký cho lại hả cô? Sao cô mua ít vậy? Tại vì con không có tiền, con mới cô hết tiền á. Rồi cảm ơn chị gái nha, chúc chị gái bán đắt hàng nha. Ở đây coi chị bán bánh nha. bánh này bánh kẹp á chị? Bánh kẹp. Bánh kẹp nhìn rất là ngon nha. Cô chú anh chị mình cứ đi chợ Long Châu thì ghé ủng hộ chị. Rồi cảm ơn chị nha. Đây cô bán gì đây? Muối. Dừa muối á cô. À, nãy giờ cô bán được nhiều chưa? Chưa. Bán ơi, sắp ế rồi đó nha. Sắp ế rồi hả? Ồ. Một ngày cô bán hết thau này đủ sống rồi phải không? Có một tương bán là được. Hôm nay là ngày gầm lớn nè cô. Sáng giờ cô bán em không?
bác ơi sắp tới heo rồi đó. À, cô bác cái này giống mít quá à. Mít muối, tôm kho, hôm qua. Mít muối, tôm kho ha. Tương. Đây. Không rồi. Để đây. Vậy đây. Là cái này là cô trồng nhà luôn nè. À, nhìn rất là ngon nha cô chú. Để con ở trên ô Long Vĩ. Châu Phú này nè. Rồi con cảm ơn hai cô nha, chúc hai cô sức khỏe nha. Đây hôm nay thì chợ gầm nên bà con muốn đồ chay rất là nhiều nha cô chú. Đây nè, đồ chay nè. Đây là gấu me nè. Me nè, là bí nè cô chú, gừng nè. Gừng cái su đồ đầy đủ cô chú. Nhìn ngon lắm nha. Bên đây là cô bán chuối. À, thường những cái ngày gầm lớn vậy thì những cái dân hàng mà bán đồ nông sản nè, như là rau củ quả thì rất là đông khách nha. À, cô chú như thế này rất là đông khách luôn. Giờ bên đây nè cô chú. Núm rất là ngon nè. Núm tàu hũ nè cô chú, nhìn ngon lắm nha. Anh hai ơi, anh hai lấy cái gỗ này vớt cá đem qua đây cho em anh hai. Rồi. Gầm muống thì rất là ngon. Gầm muống nè, gầm ngổ nè kia nè, đầy đủ nha cô chú, nhìn ngon lắm nha. Giờ này tầm 7 giờ cô chú, nhưng mà bà con đi chợ đông lắm. Bên đây thì em thấy có bác cô bán đồ chai mà làm sẵn luôn cô chú, bún này kia đó, nhìn ngon lắm. Đây nè, bánh nè cô chú, bánh rồi những cái này là bún nè, cô làm sẵn nè, vô hộp luôn. Rồi này xe vô đây cũng đông. Bên trong này cô có bán bánh mì luôn nha cô chú. Bán bánh mì nè, ngoài này thì bán bún. Hôm nay thì chợ thì bán đồ chay nhiều. Có bánh bao nữa nè. Nhìn rất là ngon nha cô chú. Đây, cô chú chị thấy nè, rất là ngon nha. Mì. Bánh đầy đủ luôn. Bên đây là dân hàng bán đồ chay nè, cô chú chị thấy nè. Nhiều món lắm cô chú, nhìn ngon lắm nha. Chợ thì hôm nay bà con đi đông lắm. Đây có khổ qua nấu canh luôn này nghe, nói chung là nước này kia đủ loại nha cô chú, ngon lắm. Đồ chay bây giờ thì cũng phong phú lắm cô chú anh chị. Đó, rất là nhiều món ngon nha. Đây chay rất là nhiều món ngon luôn. Bên đây thì mấy cô bán chuối nè. Đó. Chuối thì, tàu hũ. Tàu hũ rau muống này kia nè cô chú. Rau muống, rau dền, đồ đầy đủ. Cô chú vậy thấy không? Những cái dân hàng mà bán về nông sản hoặc là trái cây thì hôm nay bà con thì mua rất là nhiều, như là bán tàu hũ. Đây thì chị bán đồ đồng, bông súng này kia đó, phường nèo đó cô chú, bông nguyên điển, nhìn rất là ngon nha. Bông
hồi này đông lắm cô chú, xe là bị kẹt kẹt hoài luôn á. Cô chú anh chị thấy nè, rất là đông nha. Nhút nè, rồi bầu nữa kia này có chút, nhìn ngon lắm. 6 ngàn 1 ký. Có cái nửa ký à. Ở đây là ngó sen nè cô chú. Ngó sen, rồi nhút, đồ đồng rất là nhiều luôn. Rồi ở đây thì có chú bán bánh nè nha. Bánh về hạt é này kia nè, nhìn rất là ngon nha cô chú. Về sâm này kia đầy đủ, chú bán bánh tét luôn, nhìn rất là ngon. Ở đây thì cô bán cam, cam dưa hấu xoài, đây xoài non luôn nè cô chú, nhìn rất là ngon nha. Chuối đây thì chị bán tàu hũ cũng rất là nhiều đây nè. Tưởng là mua tàu hũ. Dạ, nói chung là ngày gầm thì bà con mua tàu hũ cũng nhiều cô chú. À, nên mấy cô bán nhiều tàu hũ lắm. Đây cô chú anh chị thấy phía trước em nè, dạ đợt này bán tàu hũ nhiều lắm nha. Bên đây thì bán trái cây nè cô chú. Trái cây. Bên đây thì bán rau. Rau đồng cũng rất là ngon luôn cô chú, có nụ dưa ngon lắm nè. Nụ dưa nè, gà bí nè, bắp luôn nè. Bắp. Hết số đi. Rất là ngon luôn. Bên đây thì các chị bên đây bán chuối. Chuối nông sản rồi rất là nhiều nha. Chuối thì chị treo treo nhìn nhìn đẹp lắm cô chú. Chuối nè, rồi nông sản nè, cà nè, ngon lắm nè. Cà mớp dưa leo nó thủ hoa đắng, chị bán đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Anh chị bên đây thì bán tàu hũ. Đây tàu hũ nè cô chú, nhìn rất là ngon nha. À, cái chợ này ấy, cô chú, em đi ghi hình nó sẽ bị ngược nắng nên em khó ghi lắm cô chú anh chị. Đó, em cố gắng ghi hình đẹp nhất chưa có thể nha. Đó. Nó ngược nắng tới hù à. Ở đây thì chị bán đồ tập quá nè, rồi bán tàu hũ rất là nhiều nè. Đó, cô chú anh chị thấy nè. Tàu hũ rất là nhiều luôn nha cô chú. Chợ thì bà con cũng đi đông lắm. Giờ này bà con đông lắm nè. Đó. Đây cô bán đồ chai nè, bán cái này là tương hột nè, đó. Tương hột nha. Cô đây bán tàu hũ với tương hột nữa kia, trao đồ đầy đủ luôn. Yeah. Cái này cô đếm lại của người ta hả cô? Đếm lại không ha? Đếm của hãng Tà Giao. Hãng Tà Giao cho mình, một ngày cô bán được bao nhiêu miếng tàu hũ vậy? Đàn ơi, 200 miếng không nói hết cho mày. Vậy hả? Tùm lum rồi mình không nhớ rõ. Vậy là cũng nhiều người bán quá ha. Dạ. Chia nhau, chia khách nhau. Dạ. Rồi con cảm ơn bà nha. Chúc dạ. Bà bán đất hàng nhiều sức khỏe nha bà. Dạ, con sao chúc bà mạnh khỏe à. Dạ. Bỏ luôn. Rồi con chúc bà sức khỏe. Dạ. Ngày hôm qua chợ này đông không bà? Đông không, bữa nay. Ồ, hôm qua ngày 14 mà đông lắm ha. Đông. Dạ. Rồi con cảm ơn bà. Dạ. Đây này cô chú. Đông quá đông, lúc này đông quá đông nè. Lúc này cũng bán được chai rất là nhiều luôn cô chú. Chiếu là núm nè, rồi tàu hũ nè, rồi chả đồ được chai á, rất là nhiều. Chỗ cái sạp này thì bán đủ hết trơn cô chú. Món gì cũng có hết trơn nè. Nói chung đồ chai rất là phong phú.
Món chay ở đây rất là ngon nha cô chú. À, nhìn là rất ngon rồi đó. Cô chú anh chị có định đi chợ Long Châu á, ghé đây ủng hộ mấy chị mấy anh đây nha. Đó, dân hàng rất là nhiều món. Phiên hả? Ờ, ở mấy phiên. Ở đây thì bán nông sản nè cô chú. Chuối nè, chuối treo về đẹp lắm nè. Chuối nha, chuối treo rất là đẹp luôn. Đây. Chuối rồi ở phía dưới này thì chị bán bắp nè, bắp rồi mớp này kia nè, khổ qua nè cô chú. Cà, nhìn nhà rất là ngon nha. Ở đây nè, nông sản rất là đẹp luôn nha chú, ngon lắm. Mấy ký. Bên đây thì chị bán khoai. Khoai đủ loại luôn nha. Đó, khoai cao, khoai ngọt, đây kia nè, khoai lang đầy đủ. Khoai từ luôn cô chú. Ngon nha. Bên đây chị có bán hành tỏi luôn nè. Rồi, cảm ơn chị nha. Chị có bán tiêu luôn nè cô chú. À, tiêu này kia đầy đủ nha. Đây thì em thấy bán núm nè. Núm thì to thôi. Núm gơm cô chú. Núm gơm. Chị có bán bánh luôn. Đây thì trứng. Đây thì chị bán cam. Cam nhìn rất là ngon nha. Sáng giờ bán được nhiêu ký vậy chị? Ngon, im chưa? 30 ký. 30 ký ha. Một ngày chị ra chợ bán về khoảng mấy trăm ký? Trời ơi, bán hai cao 30 ký. 40 ký vậy hả? 10 ký ha. 10 ký hả? 40 ký ha. À, chị cũng ít ha. Chợ bán ít mà. Hôm nay thì chợ thấy cũng bên đây thì đỡ đỡ chứ bên kia thấy rất que à. Bên kia bán cá phải không chị? Dạy cá hôm nay gầm lớn tết bán rồi ha. Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị tí bán hết này về sớm nha. Chị bán cam. Ở đây thì mấy cô bán đồ chay. Đồ chay nhìn ngon lắm cô chú. Cô có bán chả nè, ngon lắm nha. Đây thì dưa leo này kia nè, dưa leo, trái su, mớp, cà đầy đủ luôn nha cô chú. Đây nè. Mớp, cà, trái su đồ. Chợ thì phía bên đây nè, người ta bán đồ chay cô chú nên đông, còn bên chợ cá thì hơi ít khách một chút. Đó. Bên đây thì cô bán đậu hũ, đậu nành, chè nè. Rồi cơm rượu luôn. Đó. Nhìn rất là ngon nha, một bịch rất là to. Bịch này mấy ngàn mà to với chị? Bịch này nè. Sữa đậu nành để lá dứa. Rồi. Một bịch với bác được nhiêu tiền? 5 ngàn. Ừ, 5 ngàn mà to vậy đó ha. Là nó có biên. Rồi. Cái này là nó có
qua nay bán, chị bán đắt hàng không? Đắt, im ha. Ngày gầm bán đỡ ha. Rồi em chúc chị bán đắt hàng nữa nha. Rồi, cảm ơn chị. Có lên chị hình chưa? Có lên rồi, chị lên bến quê chị xem nha. À, rồi cảm ơn chị. À, bên đây thì bán đồ cô chú. Ở đây thì bán giải đây kia nè. Ờ, cái này anh bán giải về mình may đồ với cô chú anh chị. Đó. Thì mời quá, hàng đẹp giá bèo. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, phía bên đây nè cô chú. Phía bên đây thì trái cây. À, trái cây nè, rồi thanh long này kia nè, bưởi nè. Rất là nhiều trái cây ngon nha cô chú. Đây nè, dài dài đây. Nho, hồng, lê, đồ, quýt. Quýt, táo này kia, đầy đủ luôn cô chú anh chị. Đó, đầy đủ luôn nha. Rồi phía bên đây là chợ cá bên đây nè cô chú. Chợ cá thì hôm nay bà con bán xỉu à. Đó, bên đây bán gỏi nè. Đây, phía bên đây là chợ cá bên đây đây. Đây cô bán dưa cải nè. Dưa cải nhìn rất là ngon nha. Đó, bên đây em sẽ qua ghi hình chợ cá cho cô chú anh chị mình xem nha. Ngày gầm lớn thì cá thì bà con bán ít lắm cô chú. Đó. Đây cũng có cá nè, mà ta bán cá lai gai à. Có một số cô chú thì bán cá phóng sanh. Cá cua nè, đây thì có mấy cô bán cá nè. Cá này cá chơi nè, cá này hôm nay nè ta bán phóng sanh. Dạ. Cá chê, cua nè đó, cua, cá lóc, cá chê đầy đủ nha cô chú. À, bên đây thì bán nông sản nè cô chú. Nông sản mình rất là ngon lên bên chợ cá này cô chú anh chị thấy nè, hôm nay là ngày gầm nên bà con bán cá ít xỉu à, không có nhiều. À, bên đây cũng có một dãy cô bán cá nữa nè. Đây cá lóc, cá chốt. Bên đây cô cũng bán cá chê nè, cá chê rất là nhiều nha cô chú. Rồi em vô đây em ghi hình cho cô chú anh chị mình xem tiếp nha. Chợ cá thì hôm nay bán ít xịu rồi cô chú. Ở đây thì bán đồ gia dụng, đồ gia dụng nè. Ở bên đây thì bán đồ may mặc nè cô chú. Đồ may mặc, đồ bộ nha. À, trong chợ cá, trong nhà lòng chợ cũng vậy cô chú, người ta không có bán nhiều nha, ít xịu à. Đó. Có người là người ta nghỉ bán luôn á cô chú, tại vì ngày gầm người ta nghỉ bán. Đây nè, dài dài đây thì có những cái dãy trái cây nè. Đây thì bán dưa hấu nè, đó, nhìn rất là ngon. Đây có kệ thịt mà bữa nay cũng nghỉ rồi. Đây thì chú bán bắp nè, bắp miền Tây. Chú bán cho con 10 ngàn ngay. Có luôn, bán 10 ngàn. Bỏ cho con nha. Bà trái mừng luôn rồi, lấy đây chị ơi. Bắp ở đây nấu bằng củi bằng lửa không anh ơi? Không có nấu bằng thuốc. Không nấu bằng thuốc hả? Nấu bằng củi không? Nấu bằng thuốc bà mua liền.
quay mình phải bán cáo chợ rồi chợ bà con mình chợ đây là chợ miền Tây chợ rồi. Phú An Giang ha à, ông trời là ở đây có bán là những đồ ăn vặt lạ gắt bình dân mà lại ngon mà không quá ơi ở ngon đây bán gì hiểu luôn á dạ chuyện chưa có bán được mấy bao bắp rồi nè mấy bao bắp rồi đó cô này đẹp gái khinh gái mà lại mua dễ thương luôn á rồi cảm ơn chú nha đó chúc chú bán đắt hàng hơn nữa nha rồi ai có anh nào mà có để ý thì cứ liên hệ số điện thoại máy gì đó chú rất là vui nha rồi cảm ơn chú bỏ đi luôn rồi anh đây để bán khóm này nha khóm khóm nhìn ngon lắm cô chú nè đó khóm nè bên đây thì bán chè nè chè đậu trắng rồi chè cho nước này kia sôi rồi đầy đủ luôn nha cô chú chị đó, nhìn rất là ngon nha à, phía bên đây thì cô bán xương sa hạt lựu nè quay gì nữa đây dạ yeah, cô bán xương sa hả cô ừ rồi quay gì nữa đây dạ yeah, con quay gian hàng của cô nè cho bà con xem cái này là xương con là bến quê miền Tây bến quê miền Tây hả dạ yeah. Hôm nay bán đỡ không cô? Ơi, bữa nay gầm bán ế quá, người ta đi chùa hết trơn rồi. Vậy ha. Bán quên là... tay tới rồi kìa đẹp ơi. Yeah. Vậy là hôm nay là cô bán chợ chậm hơn mấy ngày trước. Chậm. Ta đi chùa đi nhiều ha. Đi chùa hết rồi. Dạ, yeah. Rồi con cảm ơn cô nha. Ừ. Chúc cô sắp tới mình bán đắt hàng hơn nữa nha. Rồi. À. Cô bán đầy đủ luôn nha cô chú. Dạ. Chợ Trấn Tân luôn. Chợ ngay ngày gầm. Ở đây có cô bán xương sa này đầy đủ. Dạ, ngày 14 chắc đông ha. Mấy bữa ăn mặn nó chợ cá đông. Dạ, yeah, bữa ăn mặn thì chợ cá đông nó nhộn nhịp hơn. Bây giờ chú qua bên chùa quay vui vậy đó. Dạ. Chùa hôm nay ta đi cúng nhiều hả cô? Dữ lắm luôn, yeah. Bánh tôi mới đi bánh dẹp. Dạ, yeah. Rồi con cảm ơn cô nha. Rồi. Chúc cô sức khỏe. Rồi. Bánh quê miền Tây yeah. Ở đây chị bán giày dép nè đó, rất là nhiều luôn, dép nam dép nữ có luôn nha cô chú. Đây. Đó, rất là đó, nhiều giày dép luôn có, à. Sáng giờ này đói bụng mà chi ăn bánh mì luôn bán từ sáng giờ rất là đói rồi ăn miếng bánh mì mới được hôm nay bán được nhiều không chị bán thì cũng bữa nay bán cũng được lây gai lây gai ha dạ bữa nay thì em thấy chợ không nhộn nhịp bằng mỗi hôm bán lây gai cũng có tiền xài trong ngày dạ rồi em cảm ơn chị nha chúc chị sắp tới bán đắt hàng nữa nha rồi à. Cảm ơn anh luôn đây à. Giày dép đủ loại luôn nha cô chú anh chị mình cứ đi chợ Đông Châu này ghé ngang ủng hộ chị nha à, chị rất là vui giày dép dạ dép bán mười mấy năm rồi bởi đây bán giá ưu đãi à là mười mấy năm luôn trong trong cái ngày này luôn á ha dạ rồi rồi cảm ơn chị gái đó. Rồi bên đây này cô chú thì có cô bán nông sản nha ừ. Đây mít nè mít kho nè bưởi nè đó nha rồi xả thuốc dồi đầy đủ luôn rau má bùi ngót luôn dạ. Hôm nay bà bán sao ngon lành không bán cũng được chú ơi được ha dạ nhà bà gần đây không ở trường cấp 1 á. À trường cấp 1 ngoài kia ha. Dạ. Yeah. Rồi sáng nha, vô đây bán rồi chưa trưa chút con trở về ha. Chồng trở về. Dạ. Yeah. Rồi cảm ơn cô nha. Chúc cô sắp tới bán đắt hàng nha. Dạ. Rồi chúc cô mỗi ngày nhiều sức khỏe hơn nha. Dạ. Ở đây thì trứng cô chú. À, trứng nè. Đó, vậy là bên trong này thì là ở trong này thì chủ là bán dừa cô chú dừa này kia nè trong nhà làm chợ thì hôm nay vắng lắm cô chú đó vậy là em đã ghi hình hết cái chợ Long Châu ngày gầm cho cô chú anh chị mình xem rồi đó nha thì có lẽ là em sẽ kết thúc video đây nha cô chú anh chị đó thì cuối video thì em xin chúc cô chú anh chị mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha đó.